Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà hàng ẩm thực chay lúc rạng sáng trên địa bàn. Theo PC07, khoảng 1 giờ 30 phút, khói lửa bùng lên từ căn nhà, đồng thời là nhà hàng ẩm thực chay số 160 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện tìm cách khống chế nhưng bất thành. Theo PC07, căn nhà có 4 tầng và sân thượng, diện tích sử dụng khoảng 320m2. Ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt, diện tích đám cháy 170m2, bao gồm tầng 1, 2, 3, 4. Cảnh sát đã điều động 9 xe chữa cháy cùng 53 chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Các đơn vị đã phối hợp đưa 3 người ở hai nhà kế bên xuống đất an toàn và hướng dẫn 20 người tại chung cư số 158 Trần Hưng Đạo thoát ra ngoài. Đến hơn 2 giờ 30, công tác chữa cháy kết thúc. Theo xác minh ban đầu, nhà hàng đang trong giai đoạn sửa chữa, trang trí nội thất. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản tại nhà hàng chay tại trung tâm quận 1. Ngày 11 tháng 1, Công an quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ điều tra vụ cháy căn hộ chung cư trên địa bàn phường Thới An. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 1, khói lửa bốc ra từ căn hộ ở tầng 18 chung cư trên quốc lộ 1, phường Thới An. Nhiều cư dân sống bên trong chung cư hốt hoảng tháo chạy bằng lối thang bộ trong lúc chuông báo cháy reo vang. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 12 nhanh chóng có mặt, sử dụng cầu thang bộ tiếp cận căn hộ dập lửa và hút khói độc ra ngoài. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế an toàn. Ủy ban nhân dân phường Thới An cho biết, thời điểm xảy ra cháy, chủ căn hộ đi vắng, không có thiệt hại về người. Trước đó vào ngày 10 tháng 1, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một vụ cháy khác bùng lên từ căn nhà 2 lầu trong con hẻm đường Lê Văn Khương, khiến một người tử vong, 3 người thoát nạn kịp thời. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 26 phút cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm 551 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Phát hiện đám cháy, cư dân khu vực hô hoán, kêu cứu và cảnh báo những người sống bên trong căn nhà thoát ra ngoài. 4 người ở bên trong nhà tìm cách thoát ra. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, 3 người bao gồm một trẻ em đã tự thoát ra ngoài qua lối ban công nhà hàng xóm. Vụ cháy khiến một người tử vong, nạn nhân được xác định là anh DTP, tên viết tắt 32 tuổi. Một nhân chứng hiện trường cho hay, lúc rạng sáng người này thấy lửa bốc lên từ tầng trệt, không rõ là cháy gì. Sau đó lửa lan rộng bùng phát rất lớn, nhiều người leo qua ban công thoát ra ngoài. Ghi nhận, căn nhà một trệt, một lửng và 2 tầng lầu cháy ám khói đen kịt, cửa kính vỡ. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, cấm ngặt việc quay phim chụp hình. PC07 cho biết, vụ cháy gây thiệt hại trên diện tích 80 trên 180m2 và một số vật dụng gia đình chưa ước tính được thành tiền. Sáng ngày 9 tháng 1, ông Trần Xuân Kiếm, Chủ tịch UBND phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho hay, các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy phòng trọ xảy ra rạng sáng cùng ngày tại địa phương này, làm 3 người tử vong. Các nạn nhân gồm NTTV, tên viết tắt 45 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã An Khê, TTKH, tên viết tắt 15 tuổi, ngụ phường An Phước, thị xã An Khê và một nạn nhân nam chưa rõ danh tính. Nơi xảy ra vụ cháy là phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 50 ngày 9 tháng 1, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo cháy. Đơn vị này lập tức điều 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Đến 2 giờ 15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân, phát hiện 3 người tử vong trong nhà vệ sinh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định phòng trọ bị cháy rộng khoảng 20m2. Khu phòng trọ này có 10 phòng do ông Nguyễn Minh Hoàng làm chủ. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường vụ cháy, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an tỉnh Gia Lai xác định có dấu hiệu phóng hỏa sát hại người. Theo đó, khi mở rộng tìm dấu vết, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra rạng sáng nay tại phòng trọ thuộc phường An Tân, thị xã An Khê khiến 3 người tử vong. Nghi can gây ra vụ cháy đã tử vong do quyên sinh. Cụ thể, công an phát hiện nghi can phóng hỏa sát đại người là NTN, 52 tuổi, ngụ thị xã An Khê, đã tử vong tại một phòng trọ cách hiện trường 900m. Vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2023,
khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm 242, khu ẩm thực Bàn Cờ, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận, khống chế nhưng bất thành. Do khu vực hẻm chợ có nhiều tiểu thương kinh doanh nên việc tiếp cận khó khăn. Một số người ở lân cận hốt hoảng di rời đồ đạc vì lo sợ cháy lan. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 3 và các đội nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh huy động phương tiện tới hiện trường khống chế. Do căn nhà xảy ra cháy nằm sâu trong con hẻm chợ khu Bàn Cờ nên quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo PC07, trong 24 giờ kể từ vụ cháy ngày 28 tháng 12 tại khu hẻm ẩm thực Bàn Cờ, ghi nhận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 11 vụ cháy, tai nạn sự cố. Trong đó có 10 vụ cháy tại quận 3, quận 4, quận 5, huyện Bình Chánh 2 vụ, thành phố Thủ Đức 5 vụ. Nguyên nhân chủ yếu là do đốt rác gây cháy lan và do bất cẩn trong sử dụng lửa gây cháy. Trước đó, tối 11 tháng 11 năm 2023, một vụ cháy lớn xảy ra tại đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, bao trùm một nhà kho rộng hàng chục nghìn mét vuông. Theo quan sát, lửa bùng lên dữ dội, từ xa cả km vẫn thấy cột lửa khói cao hàng trăm mét. Vụ cháy bùng phát từ một nhà kho, kèm nhiều tiếng nổ, mọi công tác dập lửa ban đầu đều bất thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều đơn vị chữa cháy đến hiện trường, tiếp cận từ nhiều phía, phun nước vào đám cháy. Đến khoảng 20 giờ 10 phút, ngọn lửa đã nhỏ dần và đang có dấu hiệu được dập tắt. Một lãnh đạo quận 7 cho biết, nhà kho xảy ra đám cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhiều đơn vị chức năng được huy động đến hiện trường để ngăn chặn cháy lan, đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại. 20 giờ 30, đám cháy đã cơ bản được khống chế và ghi nhận ban đầu không thiệt hại về người. Đến hơn 21 giờ, cột khói vẫn còn bốc lên từ hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, phun nước dập lửa. Theo ghi nhận, nhà kho cháy rộng khoảng 5.000 m2, hầu như đã bị đổ sập, thiệt hại nhiều về tài sản. Trong tối cùng ngày, Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ huy chữa cháy. Theo phòng PC07, đơn vị đã điều động phòng cháy chữa cháy quận 7 gồm 3 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ chiến sĩ. Phòng cháy chữa cháy quận 4 có 2 xe cùng 12 cán bộ chiến sĩ và PC07 có 8 xe với hơn 50 cán bộ chiến sĩ. Đến 21 giờ 50, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Đám cháy xảy ra trong khoảng 2.000 trên 17.000 m2 diện tích công ty với nhiều thiết bị văn phòng, bánh kẹo, nước đóng chai các loại, thùng các tông. Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 15.000 m2 phần diện tích còn lại của công ty. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!